À, xin mời các bạn đến với kênh Đại Lâm Mua Đồ Dò, bình luận viên tào lao chả biết đâu Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Đây là thánh địa Gò Sòi, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Kèo này là kỳ đội các bạn, đứng trước màn hình ống kính của Đại Lâm là Thanh Nhỏ, chấp bộ đội cái đầu không nha các bạn, Trầm Dên phục vụ cho Thanh Nhỏ. Còn bên kia với sự phục vụ của Sinh Sỉnh, bộ đội là một trong những cao thủ Thái Phương, Thái Bình. Đây là cuộc chiến kỳ đội rất hấp dẫn các bạn, rất khó chịu, khó lường. Cuộc chiến bắt đầu. 0-0. Samsung là quay ngon. Bộ đội sung lên thứ gì chịu nổi các bạn ơi. Thật sự là bộ đội quá là hại các bạn ơi. Bộ đội vừa có một cú mổ bóng bay ra ngoài quá xa. 1-0 nghiêng về cho Thanh Nhỏ. Cái ngực bộ đội quá khó chịu cho pha bóng vừa rồi, vì Thanh Nhỏ có cái đầu không nha các bạn. 1-1. Quá hay cho pha bóng rồi của Thanh Nhỏ. Đáng tiếc Trầm Dên không phòng thủ tốt pha bóng vừa rồi. Tỷ số tạo giờ là 2-1 nghiêng về cho bộ đội. Quá hay cho bộ đội. Thật sự bộ đội đã phát hiện được Thanh Nhỏ rồi các bạn ơi. 3-1. 3-1. Cái gì? Mới 3-1 mà. Tỷ số hiện tại là 3-1. Tự nhiên cái bỏ cái đầu vậy, bên đó đội cái đầu qua luôn, bỏ cái đầu giật mình vậy. Một pha phát bóng lần trần giữa bộ đội Trầm Dên và Thanh Nhỏ rất khó chịu. 4-1. Một pha sảm bóng giữa Trầm Dên và Thanh Nhỏ. 5-1 ghi cho bộ đội. Hãy
6-1. Trời ơi, không biết cái kỳ của xỉn như thế nào. Bóng bay qua lưới quá xa. 2-6. Quá ghê cho động tác của bộ đội. 7-2. Bộ đội tự tin lên, thứ gì chịu nổi bộ đội. Vậy mà ra không dám vô hàng mới ghê chứ. Gạt 3-4 trái banh lại bộ đội luôn á. Ngày mà thua thì thôi thằng ơi, kẹo vô lũi lũi đùng đùng vô. Tám 2 đổi sân. Kèo này không biết như thế nào. Thanh nhỏ đang bị gắt điểm, cứ vô hàng và coi. Bộ đội quá nhát các bạn ơi. Xin chào các bạn nha. Đại Lâm chỉ có một kênh Đại Lâm Bua Đầu Dò, và kênh nhỏ của Đại Lâm là Đại Lâm Chuyện Bên Lề. Còn tất cả các kênh khác lấy của Đại Lâm như Đỉnh Cao Thể Thao TV. Ăn cắp quá nhiều lần các bạn. Chính thức lại là Đại Lâm chỉ có kênh Đại Lâm Bua Đầu Dò và kênh Đại Lâm Chuyện Bên Lề các bạn. Các bạn nào có yêu quý và thích đam mê bóng chuyền, kèo chế, kèo tay, lưu sơ bu thì hãy đến với kênh Đại Lâm Bua Đầu Dò. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Cái thằng đó là Đỉnh Cao mấy anh hai đã chụp cái clip bề nguyên thằng đó là thằng nào, thằng ngoài Hải Phòng em á. Anh nói chuyện với nó biết nhiêu lần, 5-7, 5-8 chứ rồi. Thằng đó thế nào, không có biết tên á, nói chuyện trên Facebook nó. Thằng đó nói nhiều lực cho nó cái này. Lấy của anh không chứ em nghĩ đi. Nhưng mà nó mới biết là như thế rồi nha. Nhiều lượt xem nó nhiều ghê nhỉ. Đúng rồi. Em tính đi coi clip mà đánh thằng Hải Vượng với thằng Dứt Già cầm kết cái giấy 1,000+ lượt chia sẻ, làm tính đi cỡ nào. Cũng thiệt. Rồi clip đợt rồi là của anh Trầm Dơ, thằng Tài Nhỏ với thằng Xỉn Đầu Dò, thằng Châu Sì Tin với thằng kia quýnh cái trọ đó. Clip nó lấy nữa cũng chia sẻ khủng khiếp luôn. Quá hay pha bóng vừa rồi của Thanh Nhỏ. Quá hay cho Xỉn. 1-3, cảm giác không được tốt của Thanh Nhỏ. 11-3. Nếu này tình hình có gì thay đổi, Thanh Nhỏ và Trầm Dên bờ xa xa bờ. Ok con, quá hay. Cái kèo anh quay Pháp mà vô là 4 điểm. Quá hay. Gan thiệt. Vô đây. Quen rồi đúng không? Tiền vẫn đi cho mình đúng không? Cái giò của đội quá hay. Sư phụ giờ đánh không nổi con, đừng la nữa con. Đó rồi cầm cái con đó. Lại là những cú mẫu bóng quá quen thuộc của bộ đội. Bộ đội có những pha gặp người ghê gớm các bạn ơi. Mười hai ba. Thanh Nhỏ vừa tự sát tại Nam Lát. 13 đều. 13-3. Đến 13 đều có thích gì đó được không? 13-3. Xin chúc mừng ông bầu nhân trẻ ra khơi khơi. Ai biết đâu chuyện gì xảy ra. Một quả bộ đội bỏ bóng, bóng rơi ngay dày các bạn. 4-13. Cái giò bộ đội kỳ cục quá các bạn ơi. 5-13.
Một pha phát bóng đẹp trực tiếp của Thanh Nhỏ. 6-13. Nhân ngon bằng bền đâu. Không hiểu điều gì đang xảy ra với xin phá bóng vừa rồi. 7-13. Con phòng 2000 kìa. Con bền đâu cáp chơi. Quá hay cho Thanh Nhỏ phá bóng vừa rồi phòng thủ. Quá hay cho cái chân của bộ đội. Quá hay cho cái chân bộ đội. Cúp bóng. Bộ đội giờ tự sát tại Nam Lạc. 8-13. Banh bắt thua không bắt. Banh chúng cái lưng mà. Bắt thua rồi. Lại là Sinh Sinh không biết điều gì đang xảy ra. 9-13. Không hiểu gì đang xảy ra giữa Sinh và bộ đội các bạn ơi. Mười mười ba. Không biết điều gì đang xảy ra với bộ đội nha các bạn. Không hiểu được nha. Mười mười ba. Này sao kia được. Tỷ số tại bây giờ là đập phay. Quá hay cho Trầm Vinh. Lại một quả sở trường của bộ đội. 14-10. Đập bôn. Đập. Ngồi này chân xấu lắm. Lại là một bà sở trường của bộ đội. Xin chúc mừng bộ đội. Có chiến thắng trước Thanh Nhỏ và Trầm Vinh. Tỷ số 15-10. Các bạn nào thích xem cờ cháy, những kèo rất hấp dẫn đẳng cấp của các cầu thủ, hãy đăng ký ủng hộ kênh Đại Lâm Bô Đô Giò. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ share và like. Ok man, vô hàng.